Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Philippe, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm để Cha được vinh hiển trong con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho.